Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe CUV 5 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Toyota Corolla Cross. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết ở Toyota Corolla Cross có những phiên bản, ví dụ như là phiên bản thấp nhất là phiên bản 1.8G, xong đến phiên bản 1.8V là phiên bản trung, phiên bản đủ đồ. Còn phiên bản cao cấp nhất là phiên bản xăng điện, tức là HV 1.8 các bạn nhé. Thì ngày hôm nay tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8, phiên bản 1.8V, phiên bản đủ, phiên bản đặc biệt các bạn nhé. Full option rồi các bạn ạ. Và điều đặc biệt ở chiếc xe này mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn, nó là rất hiếm có trên thị trường. Đó là chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và đăng ký cuối năm 2020, nhưng mới lăn bánh có 13.000 km thôi các bạn ạ. Đấy, cái đồng hồ chạy quá là ít. Chắc chắn tôi đăng lên trên mạng thì ai cũng nghĩ là xe về salon thì anh em tua đồng hồ, nhưng không phải đâu các bạn ạ. Những chiếc xe chạy quá ít như thế này ai lại tua về nó ít như vậy các bạn nhé. Nếu như có tua đồng hồ thì đối với những chiếc xe chạy quá nhiều, và nếu tua đồng hồ cũng phải để tương ứng mỗi một năm chạy khoảng 1.000.000 km các bạn nhé. Đấy, và chiếc xe này tôi chứng minh cho quý vị và các bạn biết là 13.000 km là điều là đặc biệt là ở cái dàn lốp này, dàn lốp theo xe còn mới tinh luôn, lốp xưa cua cũng còn mới tinh chưa hạ, nội thất rất là mới, tất cả còn nguyên bản ạ, zin luôn cả từ nước sơn zin của xe còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là còn nguyên bản hết, không tai nạn, không ngập nước, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng, một chủ từ đầu các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá 745 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản với bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross 1.8V 2020 siêu lướt này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên được kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V siêu lướt này ạ. Mời quý vị và các bạn.
với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, siêu lướt 13.000 km này các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn nguyên bản cả xe, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng, không tai nạn, không ngập nước, không có va chạm, không có xước sát gì cả. Sơn zin còn nguyên bản luôn quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 745 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị xe cho chúng tôi thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể trả góp trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2020 này thì hãy liên hệ ngay theo hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.